Quỳ mạnh tìm cường kết giới chúa An A Mật Đi Đế Đại Minh Vương. Bất vi bản thể hộ đàn trang bình xích yêu ma vô chướng ngại. Sở hữu bảng văn hợp mạnh tuyên đọc vô di thiền điên biên phú nan danh cứu khổ chi hồng ân Phật Nhật Tăng Uy vô lượng độ nhân chi đại đức. Hợp tự đàn nghi bút cải kỳ khoa phạm tuyên hành Thích Ca Văn Phật Bảo Tòa Ý Nga Di Đà Tôn Sư Kim Đại Anh Quyết Túc Linh Tư Giới Động Đạt Tam Đồ. Nam Bắc Tây Đông Thiên Vương Chi Tọa Chân Tiền Hậu Tả Yêu Bát Thần Tướng Chi Hộ Trì Bồ Tát Cuống Phù Thánh Văn Hiệp Tán. Nhất Đàn Trai Hội Đại Chúng Đồng Thánh Cửu Thiên Triển Kết Thương Vân Ấn Chiêm Ngọc Lộ Thập Địa Bình Chấm Hoa Ý Từ Dũng Kim Liên Chúng Quỷ Tiềm Tẩu Quần Yêu Xúc Tích Hiếu Bảo Thông Chi Tả Giám Đàn Hộ Quan Hồ Đầu Đại Tướng Án Hạ Hiếu Giám Đàn Đốc Quan Ca Tỳ La Đại Tướng Án Hạ Lẽ trời đất âm dương là số phận tuần hàn kiến cổ xếp xen Thánh Hiền là đấng tôn nghiêm vào ra chớ có coi xem là thường. Đàn tràng này tùy phương khai mở trên có nhời pháp sự khuyên can. Dù ai tới chốn đàn tràng ngửa trong Phật đánh tòa vàng uy nga. Tỉa trói lọi sao xa rực rỡ vẻ rồng mây phượng múa uy nga. Chàng phán tiếp phúc hà xa ai mà cũng kinh ắt là phúc thêm. Nếu ngược lại coi xem thì vang lại ra điều kinh mạng tôn nhan. Luật trời tội ấy phải mang ăn anh chẳng kịp rõ ràng không sai. Ta bang giám sát đôi ngày chứng minh công đức những lời tấu dâng. Vận trời năm nhâm dần tháng ba ngày mùng hai giờ lành đương làn pháp sự thần sa môn thích tử vâng làm cái bảng hợp hành tuyên đọc duyên sinh kỳ an pháp ma đàn phổ dĩ thiện thiên biên phú nan danh cứu khổ chi hồng ân Thiên địa âm dương chi số vắng lai do hữu quan Thánh Hiền đạo đức chi môn xuất nhập khải dung vô tiết kim tắc. Bút khải đàn tràng diễn trần pháp sự sứ tỏa nghe đài nhật lệ đăng trúc. Quang tinh đầu chi thiên long xa phượng liên vân biển. Chàng phan dẫn hà sa chi phúc vào lâm tịnh cảnh Tu cần dung ý quan chỉnh túc dĩ vô khoa Tiến thoái thư tử nhi ưu độ Tháng ý can ý tiết bản định thủ kiến mưu tự thử chi ngôn Mưu di hậu hối trì bản Yêu bảng thông chi tả giám môn quan đông nhạc cảnh nữ trương chân quân án hạ hữu giám môn quan phong đô bách ma quan chân quân án hạ đạo phật thánh tựa mây che phủ mở pháp màu cứu độ dân ta trống lên phật ngự trên tòa độ nhân vô lượng gần xa nương nhờ đàn tràng này ngày nay khai mở phép đàn tràng có bảng hai bên các ngôi ngồi ngự tòa trên xét xem bốn cõi cùng bên ba đường bốn phương trời phó cho thiên tướng hộ đàn này sau trước như y
Kim cương tam tướng hộ chỉ thánh văn Bồ Tát thực thì trang nghiêm. Trên cửu thiên hương bay chín vẻ các cung tòa hoa khỏe bình châm Phật trời giáng phúc trùng lâm bao nhiêu ma quỷ tiền sân cõi ngoài. Này bản từ xa tâm trai phúc lành đưa đến trong ngoài phúc thêm. Hai quan giam bảo hiếu tình chuẩn nữ ngộ tình soi xếp rộng thương. Vân trời đất năm nhâm dần tháng ba ngày mùng hai giờ lành đương đàn pháp sự. Thần đệ tử Sa Môn Thích Tử phụng hành. Bản tư cấp đệ tử ý chuyển càn khôn thiết lập pháp đàn thỉnh Thế Tôn. Bảo cái chàng phan làm pháp hội Sa Môn đáo bộ tốc khai môn. Sơn tăng chi trượng não tam quan Phật hóa Di Đà dũng dược sơn. Kích phá môn đình tam thập trượng tà ma ngoại đạo tận quy hàng. Thiên tướng thiên bình phù trung đẳng lưu ân răng phúc đáo kim quan. Nam mô hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Nam mô hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát Ma Tát. Pháp chủ nghiêm đàn tịnh tâm an uy đạo tràng vân đương tập. Thiết thị đàn chàng dĩ biện minh minh đăng trúc dĩ giao gia pháp nhà khu trần ai ai nhà hoa nhị đâu à để đạo chàng dĩ tập đại chúng ban hành tín chủ trí thành nhất tâm cam cách nghi tiền nãi tìm chung kích sứ hậu khả ngọc khánh minh thời điền điền chung cổ hưởng liên thiên rát rát bạt lão văn trần địa thượng thông khang kiện hạ đạt khôn duy liễu liễu động chiến sơn hà lượng lượng kinh giao thế giới hùng giá chư phương cấm cự lự kỳ thứ sư long thần thổ địa ninh cô phố tất tiêu an lý chi lực các sinh hoàng hỷ công chứng biên thông nghiêm chỉnh uy quan tuân thừa Phật lực như lai giao hữu an lý đó địa lòng thần chân ngôn cần đường chỉ động nhạc độc sơn xuyên chư linh hương thử gian thổ địa chúng long thần tài văn tiên diễn diệu chân ngôn các chân phương ung sinh hoan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
minh chư Phật chư Thánh hội đồng tam tư phủ đốc giáng đền trung. Chư Thánh Di Lại Lâm Tu Đường Tư Phương Nghi Thánh Tịnh Nghi Bằng Pháp Thủy Quan Sái Đàn Tràng Nhất Trích Tài Chiêm Thập Phương Câu Kiết Ngã Phật Trung Giáo Hữu Tạng Chân Ngôn Cẩn Đường Chỉ Tụng Thịnh Pháp Chú Đăng Đàn Gia Chỉ Điểm tình chân ngôn Oh,
tính thiên câu ế tận quyên trừ linh thử đàn tràng tất thanh tình. Nam mô Thanh Lương Địa Hồ Tát Ma Ha Tát. Tế pháp chủ phân ban trụ trì bản phổ ngự tiền đại vì dân thôn bản hạt cập chư gia chư nhân đỉnh lễ Phật thánh cúc cung ngũ bái. Chủ trì bản phủ tọa tiền thế pháp chú ngự tiền chuyển thân đỉnh lễ Phật thánh quốc cung ngũ bái. Bình tọa Phá thính đại chúng dĩ khẩu đồng âm chiêm ngưỡng đại thừa tán theo khoa giáo lòng viên nhà chú đã triệt chim lơ đường điện thủy khí nhiễu thành hư cảm cách đồng thần cư phượng liên loan sư nhắc giáng được như như nam mô hướng vân cái mô đát ma ha đát nam mô hướng vân cái mô đát ma ha đát phù đi hoàng thể đủ sức gương chỉ đâm tán vịnh nhà hiện khai phân hương lư thánh tiên tứ phương hương đức đức cộng sức truyền mẫu nghi lưu tác lê dân thức ca tử dục quân đi tạo hóa quyền nhật khí tinh anh sơn tô ẩn thiên thu hiển hách nguyện trường viên vân xa phong bá thần nhi hoa nguyện phóng tường quang giáng pháp duyên thiết dị duyên sơ khải bạc cung phu trần dục nghinh bảo giá dĩ quang lâm tất sứ trần phần nhi thanh nghe thịnh nghi bằng thủy đức quan sai hương duyên phù thủy giả hoàng hà phái xuất bích giản nguyên lai cao đề bồ địa bất chiêm nhu mộc mạch hữu thiên giai kiết tịnh kim bàn bát đức dụng tẩy lục trần giáo hữu tịnh huế chân ngôn cẩn đương chi tụng lễ đồ vi đồ đạt lễ đồ thiền định lễ đất đồ thi ngã kim chứng đán đại thần đề chi nguyện từ bi thủy gia hộ
Nam mô Đạt Đa Nam Tam Diệu Tam Bồ Đà Tu Di Nam Đát Thiện Căn Giác Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Sa Ba Căn Giác Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Sa Ba Dương Chỉ Định Tùy Biến Thái Tam Thiện Định Không Ba Đức Lợi Nhân Thiện Pháp Giới Càng Đẳng Diện Diệt Đội Tiểu Kiền Hòa Điện Hóa Hồng Liên Nam Bồ Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Đát Nam Bồ Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Đát. Tiết Di Kim Quyết Thanh Cao Bảo Đạt Tiến Thanh Nhất Niệm Giao Đài Thân Viên Cảm Thông Tu Trượng Ư hương phủ hương già tiêu tư bất tục chi diệp phi phàm chủng tự tâm điển thị khí nhãn ưu đầu phúc phúc ân ư tinh địa tường yến phi long não phân vương cung phần nhất chú di nậu thành hướng vọng chữ linh chi giám cách giáo hiền hương chân ngôn cần đương chỉ tụng chân kỳ trùng tinh phỉ tầm thường tín thị cao phong phần hương vẽ hòa kiền tướng yên tinh đỉnh giao thông tam giới cộng phân phương hương tài nhiệt lô phần bảo đỉnh trung chuyên đàn trầm nhũ chân kham cung hương yên liễu nhiễu liên hoa đồng chư phật bồ tát hà thiên cung Sơn Na Hán nạp thủ nhân gian cung Nam Mô Hương Cung Giảng A Di Đà Phật xa táp địa hiện linh thanh hiếu cảm giải thông vô biên phật phân khuất quân mão khẩu mộc đề tiên ti tích tự cò thì vô quang mộc đơn hòa phát thánh đa năng vô kim vi liệt quốc hữu tự gia hữu tự danh cao thiên bản lục truyền kỳ nhật cô hóa lưỡng cô thần liệt vị nam giàu tư bất bất tử lương thị thần vô thượng hưởng nhiên nhi hữu thành tâm vạn kỳ khuất giáng loan xa giám lâm nghị khổn dây thủ vũ vương mẫu tư tụ tư ca liễm phúc tích quyết thư dân tỷ xương tỷ sĩ bảo dương bất tật tán tục nan cùng trao hữu phục tình chân ngôn cẩn đương trì tục
trần đâm cam cách cưỡng hiền hiền càn thật phụ tử đâu nhật thiên tuệ nhãn cam lâm na ương bất viên nguyên vì bao ngài kính ương nguyên nam mô bồ đề ni a di đà 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 nam mô bồ bồ đề ni a di đà 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 nam mô bồ bồ đề ni a di đà 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 nam mô bồ bồ đề ni a di đà 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 cần vận chân ngang khí đâm con bay đình kiên huy đại đường mạch bảo quang dùng quá khứ hiện tại vị lai duy nhất thiết trường trụ phật đà ra đôn duy nhất thiết trường trụ đạt ma ra đàng duy nhất thiết trường trụ đăng già xa chung giới tâm thừa đụng bán bao tăng đụng chân ngôn ngoan hạch điểm kinh đầu khai ngũ bộ huyền văn chỉ bí chu như thiên hoa nhiêu đúc lịch bắc triều chi phục sự hán đường tấn ngụy dĩ lai phổ nam quốc y tuân sùng đinh lấy chặt lê nhi thiên nhân đồng ngưỡng đánh hiền đồng quy cung duy nam mô thập phương vô lượng đường trụ tam bảo cập liệt vị bồ tát ma tát vi nguyện tuyên thủy bảo thái địa dũng kim liên giang phó linh tự chứng minh công đức ngàn hoa thịnh tại thịnh nhất tâm phong thịnh đại thiên hành hóa tùy phật vân phú hình nần cơ gian như vô số phổ thanh dương dương tại thượng đạo lý tôi huyền tôi diệu đáng đáng nan danh chủ tư tam thập lục tào khảo giáo đại thiên thế giới vì chính trung hạ tòa thì thịnh duy thông tài vân thiên địa nhân gian hội đồng hữu dịch khai ngọc kinh như vân hành phu thị vạn quốc hàm linh vận kim luân hải yên hà thanh quần sinh công lạc cung duy hiểu thiên chí tôn kim quyết ngọc hoàng huyền cung cao thượng đế phổ cập chư thiên nhất thiết thanh trung ngọc bệ hạ địa phủ chí tôn bắc âm phong đô đại đế ngọc bề hạ thủy phủ chí tôn phủ tang cam lâm đại đế tinh quyết hạ kỵ cập chư tư thanh chuyên các điện thần vương nhất thiết tùy tòng bộ trung di nguyện cao minh mạng trắng biên hoa lan đường thỉnh giáng bản từ chứng minh công đức nhãn hoa nhất tâm ma phụng thỉnh ngà giao trì nguyện đáng kim quyết phong thành tấu câu lạc u vân gian thử khúc kỳ ứng thiên thượng hữu hiến bản đào u nguyệt thả giá bàn điều đắc tiểu nhân chi quả nhiên tiên hữu tắc danh động trúc giao quang tam giới phủ tín thị thành năng thông thánh thành hương thấu đạt cứu trùng thiên đức cập vô cương dân sinh dí lại cung duy đệ nhất cứu trùng thiên tiên thánh mẫu ký cập lục cung vương mẫu liệt vị thiên phi nhất thiết thánh chúng duy nguyện song phượng vân trung phù ngọc nguyễn lục ngao hải thượng ngã kim đoàn thỉnh giáng linh tử chứng minh công đức nha hoa nhất na nhất năm con mái đình vân hương dục đố sung linh trung linh đèn viên vì đế nữ chi công thượng triều kim quyết khanh hội thị thiên đình chi ấn xa trịch ngọc bôi phong đôi đơn chiếu sổ hàng sắc giáng văn minh nam quốc vân ủng hồng y nhất vị đờ đủ quy trung ngậu lê gia thiên tướng cáp nhân địa sinh thần nữ ngọc cốt băng cơ hoàng mỹ liệt đệ nhất lưu cầm thanh thi luật kiêm tín tinh
vô song phẩm nhị bát tuế tao hiệu ngẫu hợp tinh tạo hà sứ đắc lại tam thất thân miền mài phiêu tài phân vân vân giá đăng không như thứ hiếu trung quả ưng thiên quyến nhị tam phan lũ gắng trần hoàn âm công vi báo gia thiên vạn kiếp đồng đăng tiên tịch trước ý tây hồ phong huyệt tiểu điếm thi lâu phong hoài nam quốc sơn xuyên ca đài vũ đạ thi diệu liệt nghi âm phù quốc mạch lịch diều long ba cổ chi vinh vật huyền cơ như khúc đoạn dân đài vạn tinh bốc cao miêu chi nữ cung ly đàn cung đỉnh nhi a văn hương thiền tiền tam vị thánh mẫu ký gấp phong lôi vũ điện tứ vị khâm sai tá hữu tùy đồng bộ chúng nhị vị đường đông nghi nguyện à chu thiên hiền thánh đố huyệt giáng đần quang giang linh tử chứng minh công đức ngang hoa linh nhất tâm phụng thỉnh không thừa đế mệnh phụ dực hung triều dự sơn thánh nhi bình nhung bán nguyệt thành công sức tư tưởng trần ni a thủy thần chi xuất thế nhất bảo thoát hóa hiền tam linh sinh tiền thảo tặc an bang bảo tồn tổ quốc hoa hậu trừ tai hãm loạn tỷ độ lê dân hiển tích trạc lĩnh trung cổ trang phân dù chi sắc bảo công dùng đức lịch triều long ba cổn chi vinh cung duy trấn na nam tam kỳ linh ứng đại tướng học bệ hạ duy a nguyện ni đạo nguyên hiển thánh quất quốc giáng trần quang giáng đàn tràng chức minh công đức nhang hoa thỉnh nhất tâm phụng thỉnh à đông cuồng dục tú tuần quán trung linh đính sinh hạ giới địa tiền trưởng quản thượng ngàn công chúa long châu hổ phục tả uy hùng tập bát sơn trang phượng vũ loan trương hữu thị vệ số hàng tiên nữ học đắc lão quân diệu pháp tác quy thảo mộc giai bình liền hành vương mẫu linh đơn đàn tư ni phong vân tiến thái thư trúc tương tùng sắc tướng nan khả hình dung thanh loan đơn phượng thanh âm thì năng lý hội trung điểu chi đầu văn kệ ngữ trí cố điểu năng ngôn quần ngư tiền lẻ thính cầm thanh tính sinh tình sáng ngư tự trược ngà tùng bộ đi bách khoa hiến mỹ phân phương tam thập lục châu phóng hoài nhi nhất phi lăng công trì sinh tam thiên thế giới danh lưu thanh sử liệt vì đơn đại hình đại gia phong cứ phương cảm cách cung duy đệ nhị địa tiến thượng ngàn thanh mẫu ký cập sơn tinh công chúa diệu tín diệu nghĩa thiền sư nhất thiết tỳ tòng hộ chúng duy nguyện tùng phong phóng hạc chúc vũ sau cầm quang giáng bản từ chứng minh công đức nhang hoa nhất tâm phụng thỉnh phụ giữ tinh dực hà hải tú trung nghĩa dương dương đạo động hiển thần trung đáng đồng đồng giang lưu dị tích nhạc ác doanh doanh thu thủy lọc nhàn trầm ngư mi tiêu đạm đạm xuân sơn yêu đạo đúng lý nhất phiến băng tâm thầm đại tử cửu trùng xuân sắc dịch tôi nhân kiến kiến kinh xuyên hồng diệp tác môi khoản khúc dục hài phượng lưu thừa vương phụ đơn thư hứa gia đình ninh ám bội long nhan lục lễ ký thành bách xa thị ngự thủ
ra pháp chính quyền cần chuất bất hoài đố kỵ chi tâm bị thảo mai giả tác đồ thư hốt biến cương thường chi đạo cơ nhà cơ độ lâm tuyển viên trích hảo điều chi đầu tác bản hàm ni tu yếu hệ phó gian nhất triều nho sĩ đột địa lai kim ngư thư để ký truyền kết thảo hàm hoàn mạnh nguyệt hạ huê thủ kim hoa sao đồng thủ bạch xà khai phương tiện chi môn không thường ngọc chỉ phiến đào nguyên xích lân dân quỳ lai chi lộ đồng đình tiên phản ra long xà ngư miết tranh hình tú nghỉ chủ kết duyên loan phường quyên người hương phối ngẫu tử quan thiên tuyết thích đức ngãi nhật tân ngưỡng mông thiên thiện ân ba hợp tác thần tiên quyến thuộc cung duy đề tam ngọc hồ lân nữ thủy tinh thánh mẫu ký cập cả động đình công chúa hữu thủy quốc tiên phi nhất thiết thị tổng bộ chúng duy nguyện nền hoa khai độc khẩu thủy đáo nhân gian quang giáng đàn tràng chứng miệng công đức nhang hoa thịnh nhất tâm phung thịnh vốn khai ngọc diệm hề xuất kim chi bẩm thiên đình thủy quốc chi tinh anh tê tê phượng mao tê mi đinh phương tử hoàng thần chi quyến thuộc chân chân linh chỉ trình tường tuy cương nhu khí bẩm chi bất bất tề nhiên trung hậu tâm truyền chi vô gian văn thần cẩm tú đằng đằng giao khởi phụng chi từ tôn võ tướng được thao phục hổ hoàng long chi pháp hải nhàn hạ nhật lân kinh ma lại cầm kỳ thi tiểu lộng tình văn lịch du gian hạc giã long đơn tuyết nguyệt phong vân nhiều thú vị chính khi phai nhật tinh hà nhạc thiên cổ lâm nhiên hồng ân niu nam bắc đông tây tứ phương ngưỡng chỉ cung duy thượng thiên thượng ngàn thủy phủ liệt vị hoàng tử vương quan kỵ cập văn võ thần liêu tùy tòng bộ trung di nguyện loan xa phường liên phong biển thỉnh giáng linh từ chứng minh công đức nhà hoa nhất tâm phụng thỉnh à thì về kim môn su bồi ngọc bể hữu tài chiếu thánh chủ vô sự tiểu thần tiên phù phường phan long thứ tự đề huynh quả kết sam loan giá hạc phân minh tỷ muội hoa khai yếu vì thiên hạ kỳ nam khóa mã thừa chu thi cử bình bất phụ nhân gian liệt nữ minh cầm trước cẩm triển cao tài trượng huyền cơ nhi vũ kiếm mà trừ tà cuông phù xích tử thí diệu lực nhi phi phù sát quỷ tế độ lê dân bất thư thượng ngự bao dung cam tác hạ tình kính ái cung duy thượng thiên thượng ngàn thứ phú liệt vị hoàng quận liệt vị tiên cô nhất thiết tùy tộc bộ chúng duy nguyện thượng thừa thánh lệnh hạ vẫn phàm tình quang sáng bản từ chứng minh công đức nhang hoa đi tâm phụng tình lão minh nan chắc thanh trường thủ phân vòng đông hồi tây phản chi tân nghiệp cố quốc tha hương chi gì lộ thanh tao cả ái riêng mình giã vô vọng thành thời trang tứ phương chi thiên ban bạch nhật sức hồng hoa chi đơn ni ái hoặc tại thanh vân lưu viễn cảnh hoặc cư lãng uyển ngầm cao đài bản tông bộ hạ thị vệ tần đương
Phủ đường phụng địa thử đồng sát pháp thực phó thử cẩn cầu. Cùng đi bản tự phụng sự chư vị thiên nương tình cập thủ tài thủ lộc thủ tính thủ căn thủ đài thủ điện nhất thiết liệt vị tân hương duy nguyện nì kim thời khẩn đạo chư bộ đạo chỉ ra có đàn tràng chứng miên công đức ngang hoa thỉnh. Nhất tâm phụng thỉnh bệnh thừa đường đế quản lối hạ dân trưởng đường điên hòa phúc tri quyền thao xuân thu tranh đoạt tri bình giáng các đường ngư vách tính tống tài ách ư ta phương phủ vận thần thông giáng lâm đàn sở cung duy kim liên thiên quan ngụy vương hành kiển thái tuế chi đức tôn thần đương cảnh thành hoàng chính vị đại vương đường sứ thổ địa long mạch thần kỳ thổ công thổ chủ thổ phủ linh quan bản từ táo quân ra đường hương hỏa cấm kỵ đằng thần nhất thiết phi linh động thủy chiêu giám duy tăng tích thọ càng đáng có bản thử chứng minh công đức ra hoa đi nhất tâm phụng thỉnh càn khôn câu khí sơn nhạc chư tinh tường biên đại nhân công công thiên hạ thổ thần trường thất xích bao hào nhi chân động phong lôi đầu đỉnh tam quang dụng trưởng tác kính giao vũ trụ tam thiên đình mai chu thiên tử kiếu kiếu hùng văn ngũ vị danh truyền hán tướng quân hoàn hoàn quyết vũ đáo sứ nhi kính thần khắp quý bình công nhi trị bệnh trừ tà bất hư thượng thụ sắc phong kham tác hạ tình chúa tể ổ thần tướng ngũ nội thần quan nhất thiết tùy đồng bộ chúng lũy nguyệt binh tùy ân chuyển thương thổ phù hành quang đáng đàn tàng chúng tiên công đức nhang hoa thỉnh đường này triều đình ký mộc quang lâm giao hữu an đoạ trần ngôn cẩn đương chi tổng xa phượng biến vọng nguy nguy chỉ dịch thiên nhan tín bất vi ách trà thánh linh thành cả cách hiển hồ ẩn hiển hồ vi vân lai Oh,
Ngưỡng duy long bông nhật lệ phượng liễn tinh dần văn huyền cự nhị đồ để tiêu dần đi diệu lực nhiệt chữ đại ăn loạn ngưỡng vòng loan xa bình bình ách quyết thành nhị trả quyết linh giám lâm nghị khổn quyền quyền đảo tất tông tông cầu tất ứng cẩn trần bạc lễ mạo đạt đôn gan đệ tử chủ hương thanh đồng đào quan cùng chư vị thượng phụ lao ấu hương tử hương thôn ban tử mãnh tử đồng tử công tử kiền cụ hương hoa đăng trà quả đức đô đơn phục hiến mô đà phà đà ta nga đà và rô chi đề ấn nam mật đà nam mật đà ông nam mô đà phà đà ta nga đà và rô chi đề ấn nam mật đà nam mật đà ông nam mô đà phà đà ta nga đà và rô chi đề ấn nam mật đà nam mật đà ông nam mô đà phà đà ta nga đà và rô chi đề ấn nam mật đà nam mật đà ông nam mô đà phà đà ta nga đà và rô chỉ đề ấn nam mật la ông nam mô a di đà na nga đà và đô chỉ đề ấn nam mật la ông nam mô a di đà na nga đà và đô chỉ đề ấn nam mật la ông nam mô ấn ma na na nga đà và đô chỉ đề ấn nam mật la ông nam đô rì chân ngôn nam mô tố rô ma gia đà na nga đà 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 thiệt đà đô 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 ấn đà đô đô ấn đà tố rô đà ma nam mô đô đô ba gia đa đa ga đa 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 phổ cũng nhận chân ngon nga nga nắng đâm ba mà viện nhật lá ngọc ánh nga nga nắng đâm ba mà viện nhật lá ngọc ánh nga nga nắng đâm ba mà viện nhật lá ngọc nam mô phổ cũng nhận bồ đạt ma đạt nam mô phổ cũng nhận bồ đạt ma đạt nam mô phổ cũng nhận bồ đạt ma đạt tương lai yên cung di kinh cha hữu sớ văn cẩn đương tuyên bạch nhà thầy nga chủ trì bản phụ phục sớ văn kỳ đạo quế thủ trúc kiền điều ngự chú kim thân trưởng lục động sức tôn diện như mãn nguyệt bạch hào quang giám sát tư thời kỳ đạo sơ kim thời ngài đình như sơ tiên dương hiện đối quang cùng di tử tính cần đương tiên đọc tuần phụng như lai lần tuần phụng đức thích ca như lai di giáo đệ tử thần thành hoàng thành cũng thế đô khâu thủ đôn thủ hòa nam bách bách bái tuyên từ thương ngôn phục vị xuân vụ khai thành chính chức thanh hòa chi tiết tiên linh bất tử chiêm gia bồ trắng chỉ nghĩ nguyện thượng đạo ôi ngưỡng kỳ thao rám mà viên hữu vì Việt Nam quốc Nam Định tỉnh Vũ Ban huyện Kim Thái xã Vân Cát Tôn Ý Vũ Vân Cát chính tử sứ cư đường vùng tiền anh cung giang xuân thiên hóa nhật kỷ niệm đức anh mẫu châu thiên linh đường đập phúc kỳ nguyện quốc thái dân an phong điều vũ thuận bệnh dịch tiêu trừ gia bản từ ước nguyên hương hòa cao hoa trắng lệ kỳ mệnh vị bình an tăng duyên phúc thọ sự kim thần
bản từ chủ trì văn cát lê chính từ trần thành mộc ẩn thành đồng trần văn cường pháp danh tự huyền chi bản mệnh sinh ngư kế giao niên hợp đồng căn chi can chi chung năng lượng đồng tinh bản mệnh sinh ngư kỳ hậu nghiên nam từ trần ri lâm sinh ngư hát nói nhân lê nữ đờ trần đi phương đi bản mệnh trinh ngư giáp tuất điên trần phương mai trinh ngư quý mồi điên nhảy đồng giạt đi qua văn quyết trinh ngư nghi giáp tuất điên mãi tôn nguyện văn hùng cặp ma chư vị thanh đồng đào quan nam phủ lão âu bản đồng thôn thượng hạ chứ đệ tử bán tử mãi tử xích tử công tử trung đẳng không đầu bạch bạch bay cao ngư phù đam vi thành thiết điểm khấu sinh trần giới cửu thác đích thánh môn kỵ nhật thiên cung sắc dáng hà niên hiển xuất thanh nhập thần chi diệu triều điện ba cổ phong lịch đại đa tỷ dân quốc hộ quốc chi công cầu hồ tử vị năng gian chi thế cách chi thế chi lan hương như đại thụ vũ vào giới phúc thiên xuân chỉ quất thụ trường lưu cung huy vân vân hương đệ nhất thiên thiên anh ô đơn đài cao ngự tử vũ huy nga vị chính nữ trung điện bộ giang liệt ni giả di xa cái các sừng điên là màu giám lâm huyền hoa viện chi tỏa thuyền bằng cờ tuyết phanh phanh tay sinh hoàn song phượng ủng vân vân trung chi liễn ngọc tương kim tinh nhi trùng thế xuất lục ngao phù hải thượng chi xa ngưỡng chi di cao chiêm ra khỏi kính cung vọng đoài trạch đầm thí khôn nguyên viên phán quang xuân dục hải hàm chi lượng sinh câu sinh chuẩn quỳ huynh cốc ngưỡng chi trầm tử giai kỳ tử đồng giai lao hoài chi phùng bả đán chi thiên hộ cầm gia đàn chi văn minh minh chi địa bối nữ phù yên hỷ cộng mộc mộng hồng hưu đán thần hà tình vô nhập khích thiết bình bình doanh chi chi thần sơ đây thư nhâm thần điên ni tam nguyệt bán dạ sơ tam ngật thể thủ hoa nam bách bách đái thượng đông thượng lai văn văn sơ tuyên đọc dĩ chu mặt cẩn phương hàm tiến trình vu liên tọa thượng sơ trí đại lô trung cẩn thận hóa phong phủ quất quất phong đống lộng phiêu phiêu bát ba thần chú tê trì bát nhã tâm kinh đu ru khoảnh khắc đệ đao linh sơn dục bằng phó lô thiêu hóa bát ngã ba la mật la đâm kinh quán từ đại bồ tát thành năm mật ngã ba la mật la thời chiều khiến ngũ ẩn thái không đồ nhật tiết cổ anh trả lời từ sắc phát trị không không thì
giác 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 kỳ công công đức kỳ giác thủ đường hành đức nhập phục chưa đi nhã lời đời thì chưa bác công đức bất trình bất nhập bất cấu bất trình bất đăng bất làm đi cố công dụng bồ tát cô thủ đường hành đức cô nhân nhĩ đi địa thân nhĩ bồ tát thanh đương vị dục pháp cô nhân nơi này chi bồ ý đức đời bồ vô minh nhập bồ vô minh nhân bồ vô đưa đến bồ lâm bố chi văn nhã ba la mật đa đi ra đường chú đi ra đường chú đi vô đường chú đi vô năng đăng chú năng chú nhân thế cổ chân tự văn như cô đơn văn nhã ba la mật đa chú đúng đệ chú yên thế đệ yên thế ba la yên thế a la la yên thế bồ đề đạt ta mật đa yên thế yên thế ba la yên thế a la yên thế bồ đề đạt ta ma ma mật đa ma ma mật đa đề ba la yên đề ba la đăng yên đề bồ đề đăng ba ma văn nha ba la mật đa nam mô đăng vân lộ bồ đạt ma tán nam mô ma tán nam mô đăng vân lộ bồ đạt ma tán. Thần con cung thỉnh ngũ phương ngũ đế ngũ hộ đại thần con vua đế thích tên ngày chầu trực ở chốn cung đài dung đột vào ra thần thông dũng mãnh ngày nay có lệnh Phật thánh chỉ truyền ngũ hộ xuống hương gian thạch bàn chốn nơi tướng thời lực lẫy dậy khắp đông tây cứu nhân cùng là độ vật. Ngày nay khánh đàn giai kỳ đức thanh mẫu triều thiên bản phủ cập mi chư gia chư nhân tiến đi lễ đàn duyên thỉnh mời chư tướng tốc lai bản đàn kỳ thật thật là đặt tốc giang tùy cơ khó cảm thiên tôn lại ngài khó cảm thiên tôn. Vâng lệnh thiên đình bày tôi vâng lệnh thiên đình khâm sai ngũ tướng oai linh đáo đàn Phật ông ở trên ngàn vui thú hay ông về đất tổ thanh hoa nghe tôi liền tập thời về. Luyện tập thời về nghe tôi luyện tập thời về phụng công thủ pháp mới phải thì phép tuân chân phương đông sai quan thanh cổ chóc học tinh đa bổ phủ tây bạch cổ sai chân phương tây sai chân phương tây bạch cổ sai chân phương tây trừ kim tinh khí lễ thay là thường xích cổ chấn là mương ly ngọ chóc và tinh đa bổ phủ tây bắc phương hắc cổ y hùng bác cổ vi hùng bác phương bác cổ vi hùng phu trừ tà tí phan ung gia hình trưởng quân trung ương hoàng hổ lệnh đại sai phá tổ thành hình ngũ phương ngũ tướng hoài linh ngũ tướng hoài linh ngũ phương ngũ tướng hoài linh nghe lời triệu thịnh tùy hành tùy sai cứ nhờ tôi hiện hình thiên tướng chính lệnh sai sáng tác là trung thủ sai nghiêm chính thủ đồng nghiêm chính thủ đồng dù sai nghiêm chính thủ đồng thú ta chấp quỷ phép công chẳng lời bắt ăn lương hộ ta ngại đi lại cần cầm thực quỷ thôn ma đàn vân ra vũ hài hoa ra vũ ai qua là thần vân ra vũ ai qua phụng thi cô thi điệu xa xa hình nhớ so tinh hào văn lóc lanh vườn mình giải dụng mạnh ai đang lưng tròn đại thát diệu ra đại thát diệu ra lưng tròn đại thát diệu ra đối vai thiên chủ
ta càng sợ tinh lông mày tranh tôi tay thắng thúc kêu vang đừng quỷ gốc thần kinh vô thượng tướng ở rừng xanh tướng ở rừng xanh vốn xưa tướng ở rừng xanh vâng lời Phật thánh phụng hành đã lâu đã học đạo cùng nhau khi sớm bén lửa hương nào dám quản công nào khi tương dáng đạo tràng tương dáng đạo tràng nào khi tương dáng đạo tràng cùng quan thủy bộ hội đồng dám sai tướng cùng tôi đồng tâm hiệp lực việc sai hành chẳng dám chỉ duyên cùng tôi đắc đạo thánh truyền đắc đạo thánh truyền cùng tôi đắc đạo thánh truyền nghe lời chúa thỉnh đàn liệt thần thông tướng đáo đàn thi linh xuất hiện vâng lành hành thu truyền đà tinh địa quan cứ phép ta hình cứ phép ta hình việt quan cứ phép ta hình chớ cho quân thúc thuần tình chẳng lên chóc tam danh tán thiên thần nữ khu tứ phương thủy thế thạch linh câu sai ngoài hào tam danh ngoài hào tam danh câu sai ngoài hào tam danh sơn tiêu độc quốc âm binh đẳng thần chóc và sư trò nhân phản áp hướng đáo đàn đà tà tinh án tươi cho hết tà thần cho hết tà thần ăn tươi cho hết tà thần nào là chữ tương phải tuân lệnh hành các quan kéo đến lôi đình nắm ông hùng hổ ra tay đánh đầu trên đầu có chữ sắc phong dưới chân có chữ tứ tùng ngũ hành bát hết tà quỷ gian manh ta quỷ gian manh bắt hết ta quỷ gian manh ra cho biên tướng sạch không lầu lầu tiểu con mọc bái khấu đầu sở cầu như ý sở nguyện tầm thân bắt đắc hiểu định chỉ huy tật tật là đất tốc thang tùy cơ có cả thiên tôn lệnh hành tướng giáng đàn kiền thành tà lê cúc cung ba Phật kính bạch sư cụ kính bạch sư ông kính bạch toàn thể các kính bạch ông thủ nhang chủ trì vân cát chính từ cập các đồng đền thanh đồng đạo quan chư gia chư nhân thời giờ này thì đàn lễ thì thánh mẫu đã viên mãn thì chúng con xin đi đầu đỉnh lễ và cũng có lời là mời tất cả các quý vị hiện diện tại bản từ chúng ta nán lại để cũng văn bản phủ xin dâng một bản văn chầu thờ cảnh thư đường để nói về sự tích của Đức Thánh Mẫu Di Đà Phật. Kính Di Đà Phật, vâng, hôm nay cũng là ngày Đức Quốc Mẫu Chầu Thiên tại phủ Vân Cát Chính Tử đã được truyền nhật kiền thời cùng để bản từ trụ trì cũng có lời chư tăng cùng các quý vị đồng đền đã đến để khóa lễ thỉnh Phật thỉnh mẫu cúng cơm và khao thỉnh các quan cũng đã được chu viên hoàn mãn thì xin các cụ lán lại để cùng văn của bản phủ sẽ dâng bài văn thơ đường.